Xin chào mọi người, mình là Hiền Trang, là nhà phân phối sản phẩm phụ khoa Liên Hương. Như các bạn cũng đã biết, có tới hơn 90% chị em phụ nữ mắc phải bệnh phụ khoa và nhiều chị em đang băn khoăn không biết sử dụng cái sản phẩm nào có thể an toàn, hiệu quả và triệt để bệnh phụ khoa. Thì chị em có thể tìm hiểu cái sản phẩm phụ khoa Liên Hương mà bên Trang đang phân phối. Sản phẩm phụ khoa Liên Hương này sẽ giúp các bạn điều trị tất cả các bệnh về phụ khoa như là viêm nhiễm phụ khoa, viêm âm đạo, nấm, u nang, u xơ, viêm lộ tuyến cổ tử cung, hay là các chị em đang muốn phục hồi âm đạo sau khi sinh, làm sạch âm đạo, làm se khít, làm hồng âm đạo, hay chị em đang bị nám nội tiết, thì các bạn điều trị cái sản phẩm phụ khoa Liên Hương này cũng sẽ giúp các bạn làm sạch nấm, nám nội tiết và làm sạch nấm, cũng như sẽ giúp chị em phòng ngừa điều trị bệnh viêm nhiễm phụ khoa các chị em nhé. Thì cái sản phẩm phụ khoa Liên Hương này có giá là 300.000 và 20.000 tiền phí vận chuyển. Chị em sử dụng cho em trong vòng 1 tháng, gồm có 7 viên đặt hoàn toàn được chiết xuất từ thảo dược thiên nhiên, đóng gói dưới dạng viên hoàn mềm. Sử dụng 1 viên đặt trong vòng 3 ngày, 7 viên đặt sử dụng trong vòng 1 tháng, và chị em sẽ nghỉ những ngày mà mình có kinh nguyệt. Trong cái quá trình mình sử dụng thì rất dễ dàng sử dụng, vì vậy chị em có thể mua cái sản phẩm phụ khoa Liên Hương này để chị em có thể điều trị tại nhà. Thì với cái cơ chế là giúp cái sản phẩm này, khi mà chị em đặt vào bên trong âm đạo thì dưới dạng viên hoàn mềm nên dễ dàng đưa vào trong âm đạo. Sau khi đưa vào trong âm đạo rồi thì các chị em sẽ, cái thành phần của thuốc đó là sẽ tự tan và giúp chị em tiêu diệt tất cả những cái viêm nhiễm ở bên trong âm đạo của mình, tái tạo, giúp cái niêm mạc của mình nó tái tạo mới hoàn toàn. Vì vậy sẽ điều trị được triệt để và không bị tái lại. Thì một cái sản phẩm phụ khoa Liên Hương này rất là rẻ, chỉ có 300.000 và 20.000 tiền phí vận chuyển, lại hiệu quả khá là nhiều tác dụng, hiệu quả thì cao. Vì vậy mà chị em nên sử dụng cái sản phẩm phụ khoa Liên Hương này. Và trong cái quá trình mình sử dụng thì vì sản phẩm rất là tốt và muốn giúp đỡ những cái chị em đang mắc phải bệnh viêm nhiễm phụ khoa, nên nhà thuốc đang có chương trình ưu đãi là chị em có thể sử dụng cái sản phẩm với giá 300.000 và 2.000 tiền phí vận chuyển, sử dụng từ 1 đến 3 viên đầu. Nếu cảm thấy không hiệu quả, các chị em có thể trả lại nhà thuốc và nhà thuốc sẽ hoàn lại tiền hoàn toàn miễn phí cho chị em. Vì vậy mà Trang nghĩ rằng là chị em sẽ dễ dàng tiếp cận được với cái sản phẩm đông y an toàn hiệu quả này, đúng không ạ? Mong mọi người sẽ chia sẻ giúp Trang cái video này để nhiều chị em có cái sản phẩm tốt, hiệu quả, an toàn và dễ dàng sử dụng để có thể điều trị tại nhà, bởi vì bệnh phụ khoa rất là bệnh rất là tế nhị, nhiều chị em ngại chia sẻ. Thì cái sản phẩm này khi mà chị em bỏ vỏ đi rồi, một cái hộp thuốc nhỏ gọn như này chị em có thể để vào bên trong túi xách của mình, thì không ai biết đây là một cái sản phẩm điều trị viêm nhiễm phụ khoa, đúng không ạ? Thì mọi người còn thắc mắc gì thì mọi người có thể là inbox hoặc là liên hệ cùng với Trang qua số điện thoại 0988 710 400. Trang sẽ hỗ trợ tư vấn hoàn toàn miễn phí cho các bạn. Bên Trang có ship hàng toàn quốc, thanh toán tiền tại nhà cho các bạn. Vì vậy mà các bạn có thể để lại số điện thoại hoặc inbox cho Trang bằng số điện thoại đó, hoặc là Facebook, Zalo. Facebook thì Facebook Hiền Trang, số điện thoại Zalo là 0988 710 400. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi video này của Trang. Mong mọi người sẽ ấn like và chia sẻ giúp Trang.